Rồi chào các bạn. Thì hôm bữa mình có mua cái thùng CU ve chai 80.000 á, thì cái main này mình đã sửa, nó chạy ok nè. Thì giờ nó đang chạy nè ha. G31MW. Thì đây mình đang gắn cái ổ cứng 250 GB piston ha. Thì cái ổ cứng của nó 80 GB hiệu là Mechanic Data Technology gì nè. Thì cái main ổ cứng dưới này của nó hư bo hay gì rồi, nó không còn quay nữa ha. Thì mình sẽ thay thử từ cái ổ cứng WD 250 GB này, thay cái bo qua cái ổ cứng Magnetic Data gì ha, 80 GB. Thì bây giờ cái ổ này là nó 206 đát nè, còn cái ổ này là cái đát nó 209 nè. Nhưng mà hai cái này hai ổ hiệu khác nhau nhưng mà bo xài giống nhau nha. Đây cái mã bo đây ha. Thì cái ổ dưới này nó cũng mã bo giống nhau luôn nè. Đó thì cái ổ 250 GB này thì nó còn nhận bình thường nhưng mà nó bị bét rồi. Thì để mình thay thử qua coi coi nó, mình tắt máy ha. Thay cái bo này qua thử coi nó ok không. Đây thì mình sẽ dặn ốc ra, hai ổ này còn nguyên tem hết ha. Ổ 80 GB với ổ này nè. Thì thay bo qua thì nó hên xui thôi chứ không có chắc là thay là chạy đâu ha. Thay thử thôi. Hai ổ này đều còn nguyên tem hết. Cái ổ 5206, cái ổ 209, hai ổ hiệu khác nhau nhưng mà xài bo giống nhau. Đây cứng nhắc nha. Đây cái bo mình gỡ ra và nó chóc ra thấy ghê nè ha. Rồi bỏ nó ra một bên này ha. Cái bo này để đây ha. Gỡ tiếp cái bo của ổ 80 GB này. Rồi, đang dàn ốc ra ha. Để coi cái bo này có bị cháy không mà sao nó không quay gì hết. Có khi nó hư trước rồi nữa. Hư nó bét rồi rồi nó mới không quay nữa ha. Đây cháy luôn ha. Đây cái bo nó bị cháy lủng lỗ con IC luôn nè, cháy trên cái bo này ha. Lỗ cứng này nó bị cháy cái bo. Rồi thì bây giờ mình sẽ thay bo. Thì hai cái bo này thì nó giống nhau ha, nhưng mà bây giờ hai cái bo này nó có điểm khác nhau là nó ổ 250 GB với cái ổ 80 GB. Thì muốn thay được với nhau thì mình phải thay con gom này qua lại luôn nha. Là mình phải thả con gom này thay qua đây và thả con gom này thay qua đây ha. Cháy khét lủng lỗ luôn. Rồi, để mình lấy máy khò khò thử nha. Giờ mình xả con gom này ra. Phải giống cái mã bo mới thay được với nhau nha. Cái mình thêm tí cái mở hàng. Xả con này IC này ra ha. Con gom.
cái con men hư bo nè, cháy nè, gắn qua cái men nguyên. Rồi thì cái bo bị cháy, mình xả cái con gom nó qua ghim que ha, gọi là ghim que. Thì bây giờ mình sẽ vệ sinh cái bo này, nó đen đó nè ha. Biết nó dính chừng chưa nữa. Đây, chà, chân nó trắng rồi nè ha. Mình sẽ chà ở chân này luôn. Cái này nó cháy thấy ghê quá ha. Gỡ bỏ nó luôn đi, nó cháy ghê quá. Vệ sinh cái tiếp xúc này, chân này nè. Bạn đoán coi nó có chạy được hay không ha. Rồi gắn lại. Rồi bắt ốc. Rồi đủ 4 con. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái ổ cứng này lên cái máy này coi coi nó có chạy được hay không. Đây ha, mình để đây ha. Rồi kết nguồn. Coi coi nhận lên ổ 80 GB hay là sao. Rồi nó kêu kẹt kẹt luôn ha. Nó quay rồi nhưng mà nó kêu kẹt kẹt ha. Nghe nè. Nghe ổ cứng nó nạo không? Vẫn nhận ha. MTD 80 GB nhưng mà nó kêu cạo cạo ha. Để mình vô BIOS thử ha. Đây thì nó vẫn nhận nè, vẫn đeo vô BIOS nhận ha, kêu hơi cạo cạo một chút nhưng mà nó vẫn chạy. Để coi coi nó có vô nguyên được hay không, hay là đây mình nhấn F10 mình xèo lại cho coi coi nó có vô nguyên được không. Nó kêu nạo nạo nhưng mà nó vẫn chạy được ha. Bo cũ của nó cháy dòm thấy ghê lắm. Nó báo lỗi ổ cứng luôn nè ha. Nó báo độc ổ cứng lỗi luôn nè. Nó báo là nhận là 80 GB rồi nhưng mà nó báo độc ổ cứng lỗi ha. Đó thì nó chưa không cho vô win được. Để mình khởi động lại một lần nữa coi nó có vô được hay không. Có khi nó lỗi win luôn. Vẫn báo lỗi ha, là không có cho vô win được. Để mình gắn cái UB boost mình vô thử coi nó. Cái boost vô trong nó nhận ổ cứng không? Cái đó là mình có thể là mình lấy để dữ liệu cũ rồi á. Yeah.
Rồi mình chọn bút USB. Coi coi nó bút vô là nó nhận ổ cứng và nó còn dữ liệu được không? Đây, mình cái này main này nó có 1 GB rưỡi rồi ha. Mình chọn 32 bit thôi. Cho nó dễ. Mới đầu nó kêu kẹt kẹt, giờ nó hết kêu rồi, nó chạy được rồi, nó quay đều rồi nè. Hồi sinh nó lại được rồi đó. Đây ha. Mechanic data. Ổ này là này là chính nè, còn cái ổ mà Witten này chế táo nè ha, 250 GB 206 nha, nhưng mà hai cái bo này nó xài chung ha. Đèn rồi để coi coi nó có vô win, nó có thấy dữ liệu gì không. Vô win không được là không biết là nó có bị lỗi trước không. Bây giờ nó kêu kẹt kẹt rồi nè, ổ cứng á, nó kêu kẹt kẹt, không biết là này vô win nó chạy nổi không nè. Có khi là nó bị yếu rồi, nó bị bét bị đồ rồi. Trước trước khi nó cháy đã bị bét bị yếu rồi, thì ổ cứng phục hồi rồi thì nó hên xui vậy thôi. Bây giờ nó kêu kẹt kẹt rồi, anh nghe thử. Kêu lẹt kẹt ha, nhưng mà vẫn chạy mà nó không vô nó win nổi à. Có khả năng là ổ nó bị bét rồi. Vẫn chạy hoài nó không có vô được mini window luôn. Khả năng cái ổ 80 GB này nó bị bét chứ từ trước rồi nó mới cháy ha. Có khi nó bị bét rồi cái người ta tháo ra nó gắn vô, tháo ra gắn vô và vài lần cái nó cháy luôn. Cho nên là nó bị hư luôn á. Giờ nó chạy nó kêu lẹt kẹt nhưng mà nó vô win không được. Chắc mình làm clip tới đây thôi ha. Còn có gì hay nữa thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn ha. Cái ổ cứng này mình gắn cứu nhưng mà giờ nó chạy không nổi ha. Nó vẫn nhận ổ cứng nhưng mà nó không có để mình khởi động lại cái nó còn nhận cái ổ cứng không. Rồi cái nữa rồi mình kết thúc video luôn. Nhấn đeo vô thử lại coi nó có nhận ổ cứng không. Chạy không nổi. Khả năng là nó bét trước. Đây nó vẫn còn nhận ha. Mà nó chạy vô win không có nổi ha. Rồi thì hôm nay mình làm clip chia sẻ thay cái bo ổ cứng từ ổ cứng 250 GB thay qua ổ cứng 80 GB. Khác đát luôn ha. Khác đồ luôn. Hai ổ khác hiệu luôn. Nhưng mà xài chung bo ha. Rồi bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.